Xin chào tất cả các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, đây là bạn gái tên Minh Thúy. Bạn ấy sẽ hát bài Có Em Chờ ở trong tiệc cưới các bạn ạ. Hôm nay mình đi dự tiệc và lại chạy lên sân khấu, bên cánh gà sân khấu, để quay cho các bạn xem một bài hát. Các bạn ấy đang lấy tông nhạc đấy. Đẹp nhá. Đây là cô dâu chú rể này. Cô dâu chú rể rất là đẹp đôi đúng không các bạn? Người đàn ông bên yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi.